Quý có phải có cảm xúc như thế nào khi mà gặp lại những đồng đội cũ ở Viettel? Thực sự thì Hải nghĩ là trận đấu với Viettel thì là trận đấu mà Hải mong chờ nhất ở mùa giải V-League 2022 hôm nay, vì thực sự là Viettel là đội bóng đầu tiên lúc Hải rời đi khỏi sông Lam Ngán, và thực sự là ở Viettel thì Hải có rất là nhiều kỷ niệm đẹp, có những giải đấu cùng với đội bóng và có những người đồng đội tốt. Thực sự là một trận đấu Hải rất mong chờ và chắc chắn là nhiều điều thú vị ở trận đấu ngày mai. Sự thấu hiểu của Quế Ngọc Hải với cách chơi của Viettel thì quá đó thì sẽ giúp Quế Ngọc Hải cải thiện được điều gì khi mà cho sông Lam Ngán khi mà đối đầu với đội bóng cũ? Thực lòng mà nói thì Viettel là một đội bóng có nhiều cầu thủ chất lượng ở đội tuyển quốc gia cùng với Hải, và có nhiều cầu thủ trẻ U23 cũng là những cầu thủ trẻ ở Viettel thì Hải cũng biết rất rõ về chuyên môn của họ. Thực sự thì họ là những cầu thủ tốt, và hiện tại thì dù mùa giải năm nay thì họ vẫn chưa lấy lại được những gì tốt nhất, bởi vì họ thực sự là gặp quá nhiều những vấn đề về chấn thương, đặc biệt là vị trí của Bùi Tiến Dũng, thủ lĩnh của đội bóng Viettel, thì Hải nghĩ là ở giai đoạn 2 thì khi mà có Dũng trở lại và các cầu thủ tốt nhất trở lại thì chắc chắn là phong độ của họ sẽ được cải thiện. Còn những gì mà Hải được cùng tập luyện, được cùng thi đấu ở Viettel thì với các cá nhân thì Hải sẽ chia sẻ lại với các đồng đội của mình ở sông Lam Ngán hiện tại, để ngày mai có những cái đấu pháp tốt nhất để hạn chế sức mạnh của Viettel ở trận đấu ngày mai. Theo Quỳnh Ngọc Hải thì sông Lam Ngán cần dè chừng cầu thủ nào, của Viettel, cầu thủ nào đáng sợ nhất của Viettel? Thật sự nói thì như Hải đã nói thì ở Viettel có rất nhiều cá nhân xuất sắc, từ những cầu thủ ở đối chính cho đến những cầu thủ trên băng ghế dự bị. Thực sự là họ có một đội hình có chiều sâu và họ chỉ cần một vài trận đấu tốt để có thể trở lại với đường đua vô địch của V-League. Hải luôn luôn đánh giá cao đội bóng Viettel, và những cá nhân thì Hải nghĩ là trong mùa giải này thì những cá nhân như là Hoàng Đức, Hiếu Văn Đế là hai cầu thủ mà Viettel sẽ đặc biệt chú ý, và những cầu thủ và sân thay người như Khắc Ngọc, và đặc biệt là một số cầu thủ như Khắc Ngọc và Nhâm Minh Dũng, hay là các bạn trẻ như Nhâm Minh Dũng, hay là các bạn này đang cố gắng tiến bộ, từng ngày, nên là đó là những cá nhân mà Hải nghĩ là sẽ phải đặc biệt chú ý. Nhưng mà Hải nghĩ là sức mạnh lớn nhất của Viettel có nghĩa là đó là tinh thần đoàn kết và tinh thần tập thể, đó là sức mạnh lớn nhất của Viettel. Mục tiêu của Quỳnh Ngọc Hải cùng với sông Lam Ngán ở trận đấu này là gì? Thực sự thì khi bước vào tất cả các trận đấu thì tất cả các đội bóng đều mong là mình sẽ thi đấu tốt và có điểm ở trận đấu mà mình thi đấu. Thì một phần nữa là chắc chắn là ngày mai thì Hải nghĩ là khán giả sông Lam Ngán sẽ đến sân Vinh rất là đông để có thể tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ, vậy nên là các cầu thủ sẽ cố gắng thi đấu hết mình và không làm người hâm mộ phải thất vọng. Quỳnh Ngọc Hải cùng đồng đội sẽ mong chờ điều gì ở trên các khán đài đây của sân Hàng Đẫy? Thì Hải nghĩ là chắc chắn là khi mà tất cả các cầu thủ đều luôn luôn mong muốn một điều là khán giả sẽ đến sân để cổ vũ cho cả hai đội, không chỉ sân Hàng Đẫy mà tất cả các sân cỏ trên cả nước, thì mong rằng là khán giả sẽ luôn luôn chờ đón và luôn luôn để sân và động viên tinh thần cho các cầu thủ. Theo Hải, đâu là những cái yếu tố để tạo nên thành công giúp cho sông Lam Ngán bay cao với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng? Hải nghĩ là thực lòng mà nói thì vị trí hiện tại của sông Lam Ngán là một sự nỗ lực rất là lớn, vì đầu tiên ở thời điểm đầu tiên của mùa giải thì thực sự thì như mọi người cũng đã biết là sông Lam Ngán đang trong thời điểm chuyển giao giữa cầu thủ trẻ, có rất nhiều cầu thủ trẻ, có những cầu thủ mới 18-19 tuổi, đa phần là cầu thủ trẻ mới thi đấu ở V-League 1-2 mùa. Hải nghĩ là vị trí hiện tại của sông Lam Ngán là một vị trí mà có lẽ là cũng rất là nhiều người bất ngờ với vị trí hiện tại của sông Lam Ngán, nhưng mà việc sông Lam Ngán đang đứng ở vị trí này ở lượt đi thì cũng chưa nói lên điều gì cho cái vị trí cuối cùng của mùa giải. Nhưng mà về cơ bản thì Hải cảm thấy rất là tự hào về những đồng đội trẻ của mình, họ đã nỗ lực rất là nhiều để tiến bộ và cải thiện hơn từng ngày để
có thể đáp ứng được chuyên môn yêu cầu của ban huấn luyện cũng như là người hâm mộ. Lúc nãy thì Dũng Tứ có bảo là Thiệu Vạn Quế Ngọc Hải ở vị trí trung vệ của bến Vết Théo thì là sẽ có một phần gây đi, có nghĩa là sẽ ở bên câu lạc bộ Vết Théo yếu đi, thì Théo Quế Ngọc Hải thì như thế à, như Hải cũng vừa trả lời đấy. Đầu tiên là Hải nghĩ là những cầu thủ trẻ của Vết Théo thì họ đều là những cầu thủ có chuyên môn tốt. Hải những trận đấu mà Hải theo dõi thì Thanh Minh cũng như Hoàng Hùng cũng đang thi đấu tốt. Ngoài ra thì như Hải đã nói rồi thì Vết Théo đang rất là mong chờ sự trở lại của Bùi Tiến Dũng là thủ lĩnh của đội và là một cầu thủ có thể động viên tinh thần và dẫn dắt Vết Théo trở lại trong lượt đi. Hải nghĩ là như vậy. Nếu như giả sử ngày mai Sông Lam Nghệ An có một quả penalty và Quế Ngọc Hải sẽ đối đầu với Nguyên Mạnh, một người Anh cũng là người đồng đội cũ, vậy thì Quế Ngọc Hải có tự tin để thực hiện quả penalty khi trước mặt Quế Ngọc Hải là Nguyên Mạnh, một người Anh từng tập ở Sông Lam Nghệ An cũng là một người đồng đội ở trên đội quốc gia hay không? Thực sự thì khi mà được huấn luyện viên Huy Hoàng giáo trách nhiệm đá penalty thì chắc chắn là Hải sẽ vẫn thực hiện. Và tất nhiên là anh Mạnh thì chắc chắn là quá hiểu Hải rồi và rất là thân, quá thân với Hải rồi nên là chắc chắn là sẽ hiểu được những tình huống penalty của Hải. Nhưng mà sẽ cố gắng, nếu có tình huống thì Hải sẽ cố gắng để đánh bại anh Mạnh. Ok, cảm ơn anh nha.